Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Đây là con Marang 1150, là một trong những dòng Amply nổi tiếng của hãng Marang ở phân khúc dưới 20 triệu. Bởi vì em nó mang cái lực đánh rất là tốt, đánh sạc Queen Vega, loa Mỹ JBL và những dòng loa Nhật châu Âu đều rất ok, kể cả dòng loa cây rồi các bác. Nó chỉnh bass mix treble cho từng vế nha các bác. Đánh sò nhôm của Mỹ, đây là thuộc phân khúc những cái model của Mỹ nha, 1150. Con này giá 17 triệu nha các bác. Đẹp long lanh không tì vết nha, vỏ gỗ zin theo máy nha các bác. Giá 17 triệu đã bao gồm phí ship. Đây các bác cùng xem đồ đẹp của em nó nha. Chỉnh bass mix treble cho từng vế, đánh hai cầu loa AB hoặc A cộng B. Hàng mạng về trong những thùng xốp rất là lớn nè, đéo. Cái độ đẹp nó rất ok các bác. Các bác nhìn này, góc cạnh nó này. Không có một vết cắn nào luôn nha. À, các bác thấy cái là cái nắp tản nhiệt này. Hai cầu loa, quánh trở kháng 4 tới 16 ohm nha. 1150 USA. Các bác chơi thoải mái với dòng bass 40 đô lại nha. 1150 quánh bass 40 rất là ok. Như những cặp sạc Queen mà AT9 AD15 đều quánh tốt hết nha. Vậy, mời các bác cùng xem độ đẹp nó của con 1150 này. Gọi là quá mới luôn, các bác thấy tăng phô này. Đấy. Phần đây là phần nguồn, bạch nguồn. Và đây là hai con Motorola. Mỗi vế nó hai con nha các bác. Tổng là 4 con Motorola. Cực kỳ khỏe nha. Và đặc trưng 1150 nó có trang bị là lọc công suất các bác, lọc công suất nên tiếng của 1150 rất là nét và rất lực nó căng lắm. Các bác nào muốn sưu tầm con này thì alo. 1150 chuyên trị dòng loa Mỹ châu Âu, kể cả những dòng loa cây, đặc biệt đánh sạc Queen Vega bass 40 cực kỳ hay nha. 1150 quánh sạc Queen các bác chỉ có tê tái thôi. Nhiều con ly cả 20-30 triệu mà grip sạc Queen không qua 1150 nha các bác. Mà đánh những dòng loa JB, loa cây nữa, công suất lớn các bác. Kể cả những cái cặp loa mà L7 các bác, L7 rồi đấy. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.